khó khăn lúc là thời gian đầu bắt đầu có em bé và bắt đầu bị sếp rất là nhiều bởi vì áp lực, vừa có một mình bà xã thì không thể nào gồng cho cả gia đình được đâu. Dạ. Thì bắt đầu mình cứ cố gắng làm cái này làm thêm mấy kia ở nhà để kiếm thêm thu nhập để lo cho phụ vợ, để lo cho gia đình. Dạ. Thì cũng cứ từ từ, từ khoảng 2 năm sau bắt đầu mình nói với bà xã thôi giờ con nó cũng lớn rồi. Dạ. Thôi gửi cho trẻ đi rồi anh sẽ làm lại những cái lồng đèn. Yeah. Thì lúc đó vui lắm, bà xã bảo ố anh biết làm lồng đèn à, chú năm nào cũng đi à, từ vì chú đi không tới à, chú chỉ đi vòng vòng ở phía ngoài thôi. Yeah. chú chưa có đi vô sau. Ừ. Sau này bắt đầu chú cứ đi vô từ từ tới, thì như là chú nói là tới 7 năm chú mới vô được tới đây. Dạ. Văn Anh xin kính chào quý vị khán giả của Nghệ Sĩ Du Ký. Bây giờ Văn Anh đang có mặt tại quận Tân Phú, một nơi mà ngày xưa gọi là một cái hẻm đèn lồng, chuyên sản xuất đèn lồng. Nhưng mà bây giờ thì còn rất là ít hộ sản xuất đèn lồng vì cũng bị thất truyền rất là nhiều. Thì hôm nay có cơ duyên và được hẹn gặp anh là anh Trọng Bình, một người sản xuất đèn lồng gọi là cổ đăng. Và bên cạnh Văn Anh đây là cơ sở sản xuất của anh Bình. Và hãy cùng theo chân Văn Anh vào để nói chuyện với anh Bình nha. Chào anh Bình. Chào. Dạ, em là Văn Anh. Hôm nay chương trình Nghệ Sĩ Du Ký rất là vui và rất là háo hức khi được đến đây thăm cái nơi làm việc của anh, nơi làm lồng đèn, nơi rất là nhiều màu sắc luôn, hầu như trẻ em nào cũng thích mà người lớn cũng thích luôn đấy. Đây là nơi ở và cũng là nơi làm lồng đèn truyền thống của anh Nguyễn Trọng Bình, người chuyên làm lồng đèn truyền thống. Anh Bình sinh năm 1978 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng quê bố anh thì ở tận làng Báo Đáp, Nam Trực, Nam Định, nơi mà hơn trăm năm trước từng làm ra những chiếc lồng đèn cổ của Việt Nam. Hiện nay, anh Bình cũng là người cuối cùng còn làm những chiếc lồng đèn cổ xưa của làng Báo Đáp. Em thấy sắp Trung Thu cho nên là rất là nhiều cái lồng đèn cá chép, đèn lồng này nọ. Mình đang làm đơn cho Trung Thu vậy? Đúng rồi, mình đang làm cho những đơn Trung Thu. Dạ. Yeah. Thật ra cũng lâu lắm rồi em được nhìn lại mấy cái đèn lồng này và thấy có mấy cái đèn rất là bự luôn. Đúng cái rồi. Đèn này em thấy bự này, có phải là đây, đèn bự nhất đúng vậy? Đúng rồi, đây là chưa phải là bự lắm, đây yeah. là 1,5 m để mình lấy xuống cho con nhé. Dạ. Này là hình gì anh? Hình cá đào tiên à. Và cá bún và cá chép. À. Đây là cá đào. Ồ. Hôm nay là mình cho ra mắt sản phẩm này thêm. Dạ. Đây là một mẫu mới trong năm nay. Dạ. Cái này là chưa hoàn thiện đúng không anh? Còn chưa hoàn thiện. Bắt đầu là từ mấy bữa nay nó trời nó mưa quá. Dạ. Cho nên là mình chưa dám vẽ. À. Vẽ xong phải để cho nó khô nữa. Đúng rồi. Ồ. Quá trời. Đẹp quá trời. Cái này là 1 m hơn. 1,5 m. Dạ. Một lại con như thế này mình làm mất bao nhiêu thời gian anh? Ừ, một con phải mất khoảng 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày là hoàn thiện luôn. Đúng rồi. Dạ. Cái con còn lâu nhất thì làm được bao nhiêu ngày anh? Ừ, con lâu nhất là có lẽ là như con cua đây. Nhìn thấy phức tạp quá. Đúng rồi. Một cái như là một cái càng này thôi. Dạ. Mình có thể làm một cái càng này là mất 5 ngày, 4 ngày mới xong được. Wow. Tại vì những cái chi tiết này mình dạ. làm bằng thủ công mà. Dạ. Làm rất khó. Và sau đó là mình phải từ từ mình làm chứ. Yeah. Cái này không làm vội vàng được, nếu mà làm vội là sẽ hư. Yeah. Là mình lại bỏ đi, mình làm cái mới. Em thấy cái mẫu con cua này rất là hiếm này. Đúng rồi. Cái này có phải là cái mẫu từ ngày xưa đúng không anh? Đúng rồi, cái mẫu này từ ngày xưa là của bảo tàng Pháp. Oh. Và cùng với con cá quá long đó à. Là hai mẫu này là cái mẫu xưa của trong bảo tàng Pháp cách đây cả trăm năm. Wow. Và mình với chú Trịnh Bách đã cố gắng khôi phục lại những cái mẫu đèn này. Em thấy rất là nhiều chi tiết là biết sự công phu rồi. Mà làm còn phải tạo ra cái hồn của nó mới là cái quan đúng trọng. Đúng rồi, cái yeah. hồn của nó mới là cái quan trọng. Để đúng rồi, hình hài là một phần trong cái hồn nữa. Nhìn rất là sống động. Em nghe giọng anh thì giọng Bắc. Anh có phải quê gốc ngoài Bắc không? Đúng rồi, à. Là quê gốc Nam Định. À, Nam Định. Từ thời ba còn trẻ, chưa lập gia à. Đình. Và ba đã đi vô đây rồi và lập nghiệp ở trong đây. À, là anh sinh ở trong này thôi. Và mình sinh trong đây. Thế không phải là trước đây là cái nghề đèn lồng của mình ngoài đó không anh? Đúng rồi, Báo Đáp của ông bà từ thời Báo Đáp. À. Nên là khi đó là ba mình đã làm từ thời đó rồi. Dạ. Sau đó là đi vào Sài Gòn. Ừ. Và sau đó là ông đã tạo lên sự nghiệp về lồng đèn trong Sài Gòn này luôn. Di cư như thế thì là bác vẫn duy trì cái nghề lồng đèn? Đúng. Ờ. Cũng có tới mùa đèn thì làm lồng đèn. À. Tới mùa bông, mùa Tết á, thì làm bông giấy, bông giả. À. Thì ông bà vẫn đi bán như vậy đó. À, thế là anh sinh ra trong một gia đình là có nghề truyền thống luôn á.
là mình làm cái này từ nhỏ luôn này. Ừ, 12, 13 tuổi bắt đầu là đã biết làm. Ồ, cái sản phẩm đầu tiên mà anh làm được, anh bán được lấy được tiền là bao lâu rồi? 20 năm về trước. Anh nhớ cái sản phẩm đầu tiên anh bán là gì không? À, có nghĩa là một cái sản phẩm đầu tiên ngày xưa là làm một con chim đơn giản thôi. Ừ. Và bắt đầu là tự nhiên làm được sản phẩm đó. Và bắt đầu cho làm luôn. Và bắt đầu là đã bán ra thị trường quá trời. Bắt đầu là giống như một cái kỷ niệm là mình là cái đó là đầu tiên mình, sản phẩm mình làm ra. Vui. Rất là vui. Thế anh làm bây giờ tính ra là bao nhiêu năm rồi? Ừ, nói chung là chắc phải là 35 năm. 35 năm. Cái lồng đèn cái thời đó nó phát triển nhiều không anh? Ừ, thời đó phát triển nhiều lắm. Ông bà ta nguyên ở đây nè, nguyên một cái xóm gọi là xóm lồng đèn. Ngày xưa là nguyên một xóm, ông bà làm là vui lắm. Tới 12-1 giờ đêm vẫn còn đầy đường, đầy người. Giống như là một cái chợ đêm vậy á. Là nhà nào cũng mở cửa đèn và làm. Nhìn dễ thương. Con nít thì vẫn cứ vui chơi như đêm như ngày, ngày như đêm. Mấy cái nghề lồng đèn ở Việt Nam mình thì em thấy đến bây giờ có vẻ như là ít phát triển hơn ngày xưa, đúng không? Đúng rồi, ngày xưa là ông bà mình làm một cái số lượng rất lớn. Mà nhà nào cũng làm mà vẫn cứ bán, năm nào và cũng muốn bán hết. Rồi sau này bắt đầu là bị đèn năm 90 bắt đầu đèn Trung Quốc á, đèn pin điện tử á. Bắt đầu nó qua, bắt đầu là đèn của mình bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng bắt đầu từ đó và bắt đầu mình đi xuống. Và lúc đó cũng bắt đầu là tới thời ông bà bắt đầu lớn tuổi. Và bắt đầu họ nạn, họ không làm nổi nữa. Và họ nghỉ. Mình cũng đã có một thời gian nghỉ. Vì làm mà không bán được. Không bán được. Thấy mình không cạnh tranh nổi cái luồng đèn từ nước ngoài vào hay sao? Đúng rồi. Thứ nhất là đèn Trung Quốc bằng pin thì nói chung nó có lạ lạ với con nít. Thì đương nhiên con nít cứ đòi là người lớn lại phải mua. Làm một mùa làm 5.000 cái đi, mình bán chỉ được có 1.000-2.000 cái. Thì còn những cái kia thì sao là mình làm được nữa. Bắt đầu cứ vậy đó, bắt đầu đâm ra mình bị nản đi. Và sau đó là làm mà nhiều khi không lấy vốn được nữa thì làm sao làm. Bắt đầu mình mới phải đi xoay ra công việc khác để kiếm, để mà làm, để phụ giúp cho ba mẹ thêm. Anh gặp bà xã bao năm rồi? Gặp bà xã cách đây được 11 năm rồi. Là lúc đó là anh đang làm cái này rồi đúng không? Chưa, lúc đó là bắt đầu là đi làm thôi. À, cái lúc mà anh con ra anh nghỉ đúng không? Thời gian nghỉ đó, là đi đó làm. Là bà xã đó. Bắt đầu mới gặp bà xã, sau này bắt đầu quen bà xã xong mà hai người đến hôn nhân luôn. Tới bây giờ thì mình đã được hai cháu, một cháu lớn thì 10 tuổi. Và cháu nhỏ thì mới được có 5 tuổi thôi. Anh gặp bà xã trong trường hợp như thế nào? Nói chung mình đi làm, bà xã lúc đó thì ở làm bệnh ở ngoài Thủ Đức lận. Xa lắm. Ủa, anh cũng đi ra Thủ Đức làm luôn? Thì mình đi giao hàng mà. Rồi sau đó gặp bà xã, rồi quen. Rồi sau này mới thôi tiến tới hôn nhân luôn. Cái lúc mà anh quen chị á, là anh nói lúc đó anh đi giao hàng. Thế lúc mà anh quen chị đến lúc mà hai người quyết định về chung một nhà đó, là khoảng bao nhiêu lâu? Chắc ở 6 tháng đó. 6 tháng? 6 tháng, 6 tháng là nhanh đấy nha. Tại vì lúc đó mình cũng lớn tuổi rồi. Nói chung là cũng hai người cũng chín chắn hết rồi. Thì thôi thì giờ quen lâu quá cũng không có ấy. Thấy hai người cũng hợp, mà hai người cũng như công ăn việc làm cũng lúc đó cũng ổn với không? Thì thôi thì mình cũng hỏi ý thôi, giờ nếu mà được thì tiến tới hôn nhân luôn. Chứ không quen mà cái kiểu mà tìm hiểu lâu được nữa. Tại vì mình đã có tuổi quá rồi. Thì mới hầu bà xã đồng ý, và sau mình mới dính về nhà ra mắt. Mắt xong thôi hỏi bà xã đứa nào đó, gia đình anh như vậy, sau cuộc sống của anh như vậy đó. Thì bà xã ok được mà anh. Khi đó thì bắt đầu là tiến tới hôn nhân thì bắt đầu mình mới nghĩ tới thôi. Bây giờ chuẩn bị có em bé rồi thì chắc chắn là mình phải có một người ở nhà và một người đi làm. Thì mình nghĩ thôi, thì mình ở nhà mình còn có cái nghề của mình. Thì mình cứ giữ đó mình làm thôi. Còn bà xã thì vẫn cứ đi làm được. Nên là tiện cho cả hai. Rồi sau đó thì bắt đầu mình mới tiến hành mình quay trở lại mình làm. Thế cái lúc đó khó khăn không anh? Bởi vì em biết là có con rất là khó khăn. Và cái quãng thời gian đó có phải là quãng thời gian khó khăn nhất của anh thì chết bây giờ? Khó khăn lúc mà thời gian đầu bắt đầu có em bé. Bắt đầu bị stress rất là nhiều bởi vì áp lực. Vừa có một mình bà xã thì không thể nào gồng cho cả gia đình được đâu.
thì bắt đầu mình cứ cố gắng làm cái này làm thêm mấy kia ở nhà để kiếm thêm thu nhập để lo cho phụ vợ, để lo cho gia đình. Thì cũng cứ từ từ, từ khoảng 2 năm sau bắt đầu mình nói với bà xã, thôi giờ con nó cũng lớn rồi, thôi gửi cho trẻ đi rồi anh sẽ làm lại những cái lồng đèn. Thì lúc đó vui lắm, bà xã bảo ố anh biết làm lồng đèn à? Ờ, biết chứ. Ồ, là chứ lúc quen anh là không biết anh làm lồng đèn. Biết làm lồng đèn, cái gì hết. Trời, hay vậy, anh giấu hay vậy. Thì nói chung là cũng là tình cờ vui, cái duyên thôi. Bắt đầu là mình mới cho con đi học. Bắt đầu mình tái lại làm. Trong thời gian mình làm lại rất là vui, năm đầu tiên nó thiệt kiếm được đồng tiền rất ít. Nhưng mà mình cảm thấy rất vui vì bởi vì nó cũng mang lại một cái sự, một phần nhỏ thôi của cái lợi nhuận. Phụ thêm được. Và cũng nói với bà xã là em ơi, kiếm được nhiêu đây thôi kệ đi, cứ vui đi. Sang năm anh sẽ kiếm được gấp đôi. Thế thì anh có thể tiết lộ cho em biết là cái năm đầu tiên mà mình quay lại khởi nghiệp á, cái thu nhập đó là khoảng bao nhiêu trong một năm đó không? Nói chung là chỉ bằng 2 tháng lương đi làm của một người công nhân bình thường thôi. Số tiền thì có thể là không nhiều, nhưng mà ít ra nó đánh dấu được một cái gì đó. Cái mốc, quay trở lại. Cái mốc quan trọng trong cuộc đời của mình. Sau đó là năm thứ hai thực sự là kiếm được gấp 3 lần như vậy. Xong nữa bắt đầu là mới năm thứ tư là bắt đầu chú Trịnh Bắc. Chú có một cái cơ duyên, chú cũng đi tìm những người còn nghệ nhân còn lại đó. Những người còn lại để mà làm được, khôi phục lại được những cái lồng đèn xưa. Thì vô tình chú đi ngang qua đây và chú thấy đang làm cũng nhiều ngay cái mùa này luôn. Thì chú mới thấy, chú thắng lại, chú đi vô, chú hỏi và chú đặt những cái lồng đèn. Chú với mình không hề biết gì hết. Sau đó chú đặt, chỉ là đặt lồng đèn thôi. Và mình rất vui. Chú đặt cái gì con làm cái đó. Và chú muốn đặt con khỏi như vậy, vậy. Bây giờ nếu mà con làm á thì sợ sai ý chú. Rồi bây giờ chú ở đây, con làm cho chú coi luôn, chú ưng cái rồi con mới dám con vẽ. Chú biết chắc là chú cũng có biết thông tin ở đây rồi nên chú mới cố tình đi ngang đó. Không, chú năm nào cũng đi. Từ vì chú đi không tới. Chú chỉ đi vòng vòng ở phía ngoài thôi. Chú chưa có đi vô sau. Rồi sau này bắt đầu chú cứ đi vô từ từ. Tới thì như là chú nói là tới 7 năm chú mới vô được tới đây. Nói chung đến cái duyên đến. Đúng rồi, cái duyên. Và đây cũng là một cái cơ duyên rất cao mà của hai chú cháu đã gặp nhau. Bắt đầu là hai chú cháu có một cái sự liên kết với nhau. Rồi chú mới nói là có những cái mẫu lồng đèn xưa như vậy nè. Thì chú và cháu muốn, chú muốn làm lại. Không biết là Bình có muốn làm không. Thì mình kêu chú muốn là con sẽ làm cùng với chú mà. Đâu có sao. Và mình cũng mong muốn là chúc cho chú nhiều, thật nhiều sức khỏe. Và cùng với mình sẽ cố gắng làm phục chế lại những mỗi năm, cho phục chế ra được 1, 2 món, 2, 3 món. Làm phục chế lại tất cả những cái đồ ngày xưa của ông bà mình để lại. Và đây là những cái điều mà hai chú cháu đang ước mơ. Đang cố gắng và để phục chế cho xong những cái đồ bô hình của ngày xưa của ông bà để lại. Sau mà khi mà hai người có cái sự kết nối giao duyên với nhau rồi ấy, thì có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không anh? Kỷ niệm đáng nhớ nhiều lắm. Hai chú cháu mà ngồi làm thì thôi, nói chung là vui buồn lẫn lộn rất là nhiều. Tôi vì chẳng hạn như cái món đồ này đi, làm một, chỉ cần một cái món đồ đó mà sai chi tiết thôi là hai chú cháu lại làm lại mới. Và cứ có những lúc rất là giống như là khó quá, giống như là không thể nào mà cứ tiếp tục quá. Thôi hai chú cháu gác qua bên, hai chú cháu đi ăn, đi uống hoặc là gì đó cho bắt đầu cho cái thoải mái được, thoải mái lại chút xíu. Nhiều khi mình làm á, mình tập trung quá căng hết đầu. Cho nên những cái chi tiết nhiều khi mình sẽ bị nó mất sự sáng tạo của mình đó. Mất đi những cái sự lanh lẹ của trong đó. Thì bắt đầu là cứ thoải mái ra lại, bắt đầu là qua ngày sau hai chú cháu lại tiếp tục làm. Nói chung là hai cái kỷ niệm của hai chú cháu á, nhiều khi ngồi đây làm 3-4 giờ sáng quên ăn quên ngủ luôn. Mà từ 3 giờ sáng chú bắt đầu mới đi ngủ. Như năm vừa rồi là kỷ niệm rất là nhiều. Tại vì có một cái đơn vị của Festival của Huế. Thì bắt đầu hai chú cháu làm miết mài. Chỉ có được có 5 ngày là làm thôi.
làm miết mai luôn, vừa mới xong một cái là coi như đóng thùng là đưa lên xe đi lê luôn á, là ngày sáng ngày hôm sau là phải mình và chú phải đi ra ngoài đó. Trời ơi, một cái kỷ niệm đó là coi như là nguyên một tuần đó hai chú cháu là tức coi như là chỉ ngủ một ngày chắc một tiếng rưỡi là nhiều lắm, nó chợp mắt thôi. Đúng rồi, bắt đầu là 7 năm nay bắt đầu mình có cái xu hướng là đã thấy là cái truyền thống của mình đã quay trở lại rất là nhiều. Có thể là tới thời điểm này là rất là cao. Và bắt đầu là phục dựng lại những cái mô hình lồng đèn, và mình đã cho ra những cái xu, những cái thể loại lồng đèn mình, và mình đã cải cách nó. Cải cách hơn, đó phải thay đổi. Phải thay đổi. Yeah. Vì mình không thể nào cứ giữ một cái chiều hướng đó hoài mãi. Yeah, rồi mình nói mình giữ nó hoài đó, thì người mua, người chơi họ sẽ nhàm đi. Sau đó là bắt đầu mình cải cách ra, mình tân tiến hơn, mình nâng cấp từng năm mình nâng lên. Và cho tới ngày hôm nay mình cảm thấy là nó đã cuốn hút lại được rất là nhiều. Sang năm mình phấn đấu mình sẽ cải cách cho những chiếc lồng đèn này không phải là để cho các em chơi nữa, mà là có những chiếc lồng đèn này có thể làm đồ trang trí đúng cho rồi. Tất cả các cơ quan và quán cà phê, quán ăn uống để mà họ có thể là tổ chức cho một cái mùa trung thu tốt đẹp hơn. Ngoài việc trung thu ra thì bình thường họ vẫn treo trang trí được, có những cái hình dạng riêng đúng không anh? Đúng. Thì khi quay lại giờ thì anh thấy nó khả quan hơn nhiều rồi đúng không? Đúng, khả quan hơn rất nhiều, tại vì nói chung là mình làm từ những cái sản phẩm 20-30 ngàn, 30-40 ngàn, 60-70 ngàn, 100-200 ngàn, có khi lên tới hàng triệu. Tại vì tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. Đúng rồi. Tại vì mình không thể nào mình cứ làm mắc tiền hoài được, hoặc là mình không thể nào mình làm được rẻ tiền hoài được. Đúng rồi. Phải có cái này có cái kia. Thì khách hàng mà họ cần những cái đồ đó thì cái giá đó là hợp lý với họ thì họ sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Nói chung phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Đúng. Ở mức độ nào cũng có. Anh làm này thì có ai phụ anh ở đây? Có chứ, đây là anh trai. Anh trai. Thế anh cũng cùng với anh trai là hai anh em là cố gắng cứ giữ vậy đó. Dạ. Rồi anh là vẽ chính. Dạ. Còn mình là những cái này đôi khi khách hàng đặt thì mình phải buông ra. Dạ. Buông cái vẽ ra phụ mình phải làm những cái này. Dạ. Rồi anh đưa qua cho anh vẽ. Dạ. Mỗi người một khâu, đúng là mỗi người một khâu vậy đó. Dạ. Rồi những em nhỏ thì đang làm ở trên thì chỉ là làm những cái việc vặt trong mình thôi. Rồi giống như là viền tô chấm rồi ấy rồi bỏ bịch, coi như là mình là làm chính chứ. Thế anh có nhớ cái đơn hàng mà từ trước đến giờ nhiều nhất anh nhận là bao nhiêu không? Bao nhiêu đơn hàng? Nhiều lắm chứ, nhưng mà mình khoảng 4-5 ngàn là mình thấy một con số, từ cái đèn này đèn lớn không mà chứ không phải đèn nhỏ. 4-5 ngàn là quá kinh khủng. Cái con mà khó nhất từ trước người anh làm là cái hình dạng gì ấy? Đây, con cua. Con cua này. Dạng này là con này là coi như là khó nhất mà mình nghĩ là... Không có thể đưa xuống đây được không? Cực kỳ khó, khó không thể tả nổi. Khó không thể tả nổi hả? Quá nhiều cái chi tiết. Thấy là thấy khó rồi hả? Đấy. Yeah. Wow. Những cái chi tiết này nó rất là nhỏ và nó rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ đó mà mình không thể nào mình bỏ qua được. Thật ra cái sống động của mỗi một con với cái hồn là nó từ đúng cái chi tiết nhỏ đó. Từ những cái chi tiết nhỏ đó thì nó mới cho ra được một cái tác phẩm đẹp. Còn nếu như mà mình cứ bỏ những cái chi tiết nhỏ đó đi thì chắc chắn nó sẽ không có được cái hồn ở trong đó đâu. Cái này là em thấy đang là cơ bản được cái khung rồi này. Từ những cái chi tiết nhỏ nhỏ này và những cái chi tiết chút. Trời ơi, nội không là 6 cái cặn, 2 cái mai chèo, 2 cái càng thôi là đau đầu rồi. Cái này mình phải họa tiết xong thôi mình mới gắn cái mài đấy. Mắt rồi râu rồi vẽ với cả, nói chung còn nhiều công đoạn. Còn nữa. Nhiều công đoạn lắm. Đúng thấy rồi. Vậy thì chưa phải là vậy đâu. Đây là chỉ là mới một cái khung và chán rồi thôi. Phần thô thôi. Phần thô thôi. Gọi là phần thô thôi. Còn hoàn thiện á. Cái này là có phải con cua bự nhất anh từng làm chưa? Chưa. Năm ngoái mình đã làm cho một đơn vị một con cua bự gấp đôi con này. Ồ. Bự là làm khó hơn hay nhỏ làm khó hơn anh? Thì con nào cũng như nhau hết thôi. Chẳng qua là nó lớn hơn, nhỏ hơn thôi. Mà bằng đó phải công đoạn. Không bỏ được cái công đoạn nào cả. Anh thấy cái nghề này nó đáp ứng được cái nhu cầu sống của anh chưa? Nếu mà nói thật ra, sự ra mà so về kinh tế bây giờ với ngày xưa của ông bà
Mình còn nhớ hồi mà mình còn nhỏ đó. Dạ. Ba mình đã từng nói một câu với mẹ, nói một câu làm một cái đèn, ăn được một bát phở đó con. Là ngày xưa. Dạ. Còn bây giờ cũng một cái đèn đó mà chưa ăn được một tô cháo lòng. Thì có nghĩa là cái giá trị của ngày xưa và ngày hôm nay nó vẫn còn chênh lệch rất là nhiều. Dạ. Huống hồ gì là ở Việt Nam mình á, em thấy là cái giá trị của những cái đồ làm bằng thủ công á, nó chưa đúng với cái giá trị thật của nó. Đúng. Anh có cái hướng là cho ai sẽ là người kế nghiệp mình không? Không biết được đâu. Tại vì mình đang rất tìm những người thật sự muốn làm giữ cái nghề này. Yeah. Và nhất là các em cỡ 15, 16 tuổi. Họ chỉ cần họ đi học xong tới mùa hết nghỉ hè là họ qua đây họ phụ thôi. Yeah. Mình sẽ hướng cho họ làm từ trong chỉ trong vòng 3, 5, 5 năm. Là bắt đầu là khi mà họ đã nắm được cái căn bản ở trong đầu rồi, họ có thể làm được. Dạ. Yeah. Anh có dự định sau này sẽ hướng cho con mình làm nghề này không? Nếu mà con nó chịu. Bởi vì con còn quá nhỏ. Yeah. Mình chỉ sợ là mình không đủ sức để mình tới thời điểm đó mình truyền lại những cái độ khó cho nó được. Yeah. Thì lúc đó là khi mình lớn tuổi rồi, mình, tay chân mình lúc đó là yếu rồi. Yeah. Không thể nào mình những cái đồ bằng kẽm nhiều quá mà mình đánh nó được như bây giờ. Yeah. Anh có hay dẫn cái bé làm cái gì chơi không? Ôi, nó cầm bút nó vẽ đó. Khắp nhà. Ồ, dễ thương vậy. Đã là người trong gia đình, coi như hai đứa nhỏ. Yeah. Thì thời gian nó sẽ thấm vào trong trái tim của nó. Yeah. Trong não của nó, ăn trong sâu rồi. Ừ. Thì nó đơn giản thôi, thấy bác đang ngồi làm như vậy, thấy ba đang là làm, chỉ cần con mắt liếc qua thôi. Nhưng mà khi mà nó đã lưu được trong đó rồi thì sau này nó tự động phát huy ra được. Mỗi ngày một chút. Đúng. Như là đúng như mình vậy thôi. Như phù sa, hạt cát phù sa. Đúng. Mỗi ngày một hạt, mỗi ngày một hạt, nó sẽ lâu sẽ bài. Mình cũng không có dám hứa là các bé sẽ đi theo. Yeah. Hay như thế nào hết. Nhưng mà các bé sẽ có một, tới một cái thời điểm nào đó tự động các bé sẽ làm được những điều đó. Yeah. Nói chung đó là một điều vui. Mình cũng mong muốn điều đó. Còn sau này thì mỗi người sẽ có một sự lựa chọn riêng. Mình không bắt ai hay làm, kể cả con cái mình. Đúng rồi. Tại vì sao? Cái duyên nó đến thôi. Yeah, đúng rồi. Cảm ơn anh Bình hôm nay đã dành thời gian cho em, cũng như chương trình Nghệ Sĩ Du Ký có một cuộc đến thăm rất là vui. Và đặc biệt là chứng kiến mấy cái lồng đèn ấy, rất là nhiều màu sắc này. Mà biết về mấy cái con cua này này là cái là em lần đầu tiên em thấy nha. Lần đầu tiên em thấy luôn á, rất là đẹp luôn á. Bây giờ mà làm mà vẽ lên nhiều khi để nó tưởng cua khổng lồ. Bởi vì nhìn rất là thật từ từng cái khớp luôn á. Cảm ơn anh lần nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Nghệ Sĩ Du Ký. Và chúng ta vừa có một cuộc trò chuyện rất là dễ thương đối với anh Bình, một người nghệ nhân, nhân gian đối với nghề đèn lồng. Là một trong những người có thể là hiếm hoi nhất có thể làm lại được những cái lồng đèn truyền thống ngày xưa mà rất xưa là xưa luôn. Và chúng ta rất là trân trọng những người đó. Và lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Nghệ Sĩ Du Ký. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Yeah.